Nông sản Dũng Hà kính chào quý khách. Bánh chè lam Dũng Hà là một đặc sản nổi tiếng được làm từ công thức gia truyền của người dân Hà Nội. Khi được cắn miếng bánh đầu tiên, nhiều người đã thốt lên đây không phải loại nước thông thường mà là một thức ăn vặt bổ dưỡng. Bánh có vị ngọt bọt bùi mùi, thơm đặc trưng từ những nguyên liệu gia truyền, ăn dẻo như kẹo gôm. Ngày nay, bánh chè lam có thể tìm thấy ở mọi nơi trên mảnh đất hình chữ S này. Mỗi nơi sẽ có những công thức làm bánh mới mẻ và đặc trưng riêng. Theo các chuyên gia nghiên cứu về dinh dưỡng học cho biết, sử dụng khoảng 70g thì cơ thể bạn sẽ hấp thụ được những giá trị dinh dưỡng như 200g bột gạo nếp 194 kcal, 10g giá mạch nha 28 kcal, 50g đường mật 144 kcal, 10g lạc rang 56 kcal. Có thể thấy rằng giá trị dinh dưỡng trong bánh chè lam xuất phát từ chính nguyên vật liệu làm nên thành phẩm. Cách làm bánh chè lam thơm ngon chuẩn vị Hà Nội. Nguyên liệu chuẩn bị: 300g gạo nếp, 100g đường mật, 3 nhánh gừng, 30g mạch nha, 50g đường vàng, 50g lạc rang sẵn giã nhuyễn, 1 thìa muối. Dụng cụ: chảo, bếp gas, bát, đũa. Các bước thực hiện: gạo nếp bạn đem vo rửa sạch dưới vòi nước để sạch bụi bẩn, để khô ráo nước. Bắc chảo lên bếp, đợi chảo nóng rồi tiến hành đổ gạo nếp vào rang cho tới khi gạo chuyển màu vàng và bắc ra để nguội. Gừng tươi bạn nạo sạch vỏ, rửa sạch dưới vòi nước, đem cắt nhỏ hoặc giã nhuyễn. Bắc chảo lên bếp để lửa nhỏ, cho đường vàng vào khuấy, đều tay cho đường tan. Cho tiếp đường mật mạch nha muối vào đảo chung lên cùng với nhau. Chia phần bột gạo ra làm hai phần, một phần để ở bát con, phần còn lại thì bạn đổ chung vào với đường khuấy, đều tay cho đến khi hỗn hợp sánh, nặng tay là được. Rải một lớp bột gạo vào mâm sạch, đổ phần bột chè lên, đeo bao tay ni lông, nhào thật kỹ cho đến khi chè dẻo và săn lại thì trải đều xung quanh mặt mâm. Ăn tới đâu thì cắt nhỏ khối chè thành từng miếng tới đó. Phần còn lại thì bạn bọc màng bọc thực phẩm và bảo quản ở trong tủ lạnh ăn dần. Giá bánh chè lam hiện nay trên thị trường là bao nhiêu? Mặc dù giá bánh chè lam khá cao nhưng nó vẫn thực sự là một sản phẩm được nhiều người tìm mua. Bánh chè lam trên thị trường phụ thuộc vào một số yếu tố như nơi bán, chất lượng của sản phẩm và nguồn gốc xuất xứ. Nhiều nơi bán bánh chè lam hàng đểu, giả, kém chất lượng tới tay người tiêu dùng hòng thu lợi bất chính. Vừa là một món ăn ngon lại cung cấp cho bạn nhiều dưỡng chất nên nhiều người vẫn còn nỗi lo về giá bánh chè lam tăng cao. Mua chè lam ở Hà Nội có rất nhiều, nhưng để tìm được địa điểm bán bánh chè lam chất lượng thì lại đang là một bài toán vô cùng hóc búa. Điều khách hàng quan tâm nhất lúc này đó là mua chè lam ở đâu giá rẻ. Nông sản Dũng Hà chính là địa điểm bán chè lam đầy đủ giấy tờ kiểm định chất lượng và đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ khách hàng ở xa đặt hàng, vận chuyển, kiểm tra hàng rồi mới thanh toán.